cho nghỉ vụ chi? Trưởng cho nghỉ. Mới chắc cho mấy lớp mấy khối lớn lắm thi kìa. Vậy ăn nước con dưới không kỹ à? Không phải á, nước chỗ này nè, chả ra mà bị ngạt, cứ chả ra từ từ từ, cái dưới nó nhỏ nữa đó. Chớ cho nó không mặc bún trú chứ phải sáng đi chiều đi chứ phải nghỉ nè. Đi kêu thứ tư nghỉ mà chứ thứ năm rồi đó. Chớ đi chơi gì à? Đón lấy chơi cuối tuần nó cũng nghỉ về đó còn ngày cho mấy hai đứa điệp cụ thể nhắn tin của thằng Trung thử. Cái gì hả? Hát lao rồi không còn hủ chưa gì đâu mà. Anh ăn gì lắm chứ ráng. Ừ. Em đi bay miết mà làm gì không ứng. Hát TV chuyển qua điện thoại.
Đó là mình chưa ăn trưa luôn đó hả chú? Một sáu chữ nhỏ lắm chị. Được túi hả chưa? Cái mơ chị mới lên tìm nó thôi chứ chưa. Không biết ơ luôn. Chẳng quen ơ luôn. Hơi lại xá hả? Sáng mới lớp 10 chứ. Lớp 10 có đứa mua lùm đen không ba? Mà thâu kiếm, chắc kiếm lớn chứ đừng kiếm nhỏ nó. Ba máy thì bà máy mình khó kiếm lắm. Tầm ba máy ấy cái nail rắn lên cho ngồi mình ngồi nó mình lụm. Mọi đứa trẻ trẻ nó. Lớp 10 phải không? Để tao hỏi mấy đứa thôi.
nè con nè, xin nè con. Thúc mẹ ăn chay mày lo mày đẹp cho để em qua giờ trưa. Nên bánh tráng muốn thịt heo chút. Ừ. Càng bánh xương nó lộn xíp. Không có đùm khúng đâu.